Xin chào mọi người, mình là Thái, thành viên của BD Solution. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện giới thiệu với các bạn Early Chart để giúp cho các bạn thấy được thay đổi của dữ liệu qua thời gian, cũng như là giúp cho các bạn thấy được giá trị và cường độ của dữ liệu mà mình đang có. Ví dụ ở đây mình đang thực hiện phân tích giá trị doanh thu của các tháng của các năm. Ví dụ tại tháng 3 2017 mình có doanh thu thu về đó là 56.000. Nhưng đến tháng 5 thì doanh thu này chỉ còn là 24.000. Và đến tháng 6 thì doanh thu mình thu về đó là 35.000. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện giới thiệu cho các bạn cách để thực hiện Early Chart như thế nào. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện giới thiệu cho các bạn phần phân tích doanh thu của các tháng qua các năm qua các sản phẩm mà mình đang thực hiện kinh doanh. Đầu tiên thì để thể hiện cho giá trị doanh thu thì mình sẽ thực hiện kéo Sale ở trong Row. Tiếp theo, qua các tháng của các năm thì mình sẽ thực hiện kéo Order Date và trong column. Và đây các bạn chọn đó là month để hiển thị cho các tháng của các năm mà mình có. Tiếp theo, ở phần chọn biểu đồ thì các bạn chọn earlier. Như vậy là chúng ta đã có một earlier chart hiển thị cho doanh thu của các tháng của các năm. Các bạn có thể thấy qua earlier thì các bạn thấy được sự thay đổi tăng giảm của giá trị doanh thu các tháng. Đồng thời các bạn có thể thấy được cường độ thông qua các phần diện tích màu xanh mà mình đang có ở đây, và giá trị cụ thể của các tháng như thế nào. Các bạn ấn vào phần label này, nó sẽ hiển thị ra cho mình giá trị cụ thể của các tháng. Tiếp theo, để hiển thị cho giá trị doanh thu của từng nhóm sản phẩm mà mình đang thực hiện kinh doanh, thì bạn có thể kéo thêm sub category vào trong filter. Ở đây thì mình sẽ chọn hiển thị tất cả. Và khi mà mình muốn xem các sản phẩm nào thì mình sẽ thực hiện chọn ở trên các cái phần biểu đồ mà mình có. Ở đây các bạn chọn show filter. Ở đây thì nó sẽ ra cho mình một cái bảng, các bạn chọn các cái nhóm sản phẩm mà các bạn muốn thực hiện show cái earlier chart lên. Ví dụ ở đây mình muốn xem của table chẳng hạn, bỏ chọn tất cả và mình chỉ chọn table thôi. Thì qua đây thì bạn thấy được sự thay đổi tăng giảm của table qua các tháng của các năm như thế nào. Ví dụ cao nhất ở đây đó chính là của 2019 là 14.536. Và đến ghi nhận vào cuối cùng của năm 2020 thì doanh thu của mình chỉ còn là hơn 8.000 và nó chỉ bằng một nửa của cái thời kỳ cao nhất thôi. Tương tự thì các bạn có chọn xem nhiều nhóm sản phẩm, mình sẽ chọn các nhóm sản phẩm ở đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn cơ bản xong các bạn đã cách để thực hiện một earlier chart. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.